Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm dầu điều. Bây giờ ta bắt đầu. Nguyên liệu của dầu điều gồm có: đây là hạt điều và đây là dầu ăn. Đây là mình mua 10.000 dầu điều. Trước tiên là mình đổ dầu ăn ra. Mình làm ít thôi, nhà mình ít, mình làm ít thôi. Và mình bỏ hạt điều vào. Mình bỏ hạt điều vào thì mình không cần số lượng đâu. Đó, mình bỏ hạt điều vào. Và ta bật bếp lên. Và mình để lửa nhỏ thôi. Mình để lửa 800 thôi. Và cái dầu điều này thì mình để lửa nhỏ thì hạt điều nó mới ra được nhiều hơn. Chứ mình để lửa to thì hạt điều nó sẽ bị cháy mà nó không có ra màu nữa. Mình để lửa 1.000 thì bắt đầu mới bắt bếp lên, ta để lửa 1.000 đi. Và hạt điều của mình đã ra màu rồi đây. Mình đi mua thì một chai dầu điều này là 12.000. Có chút xíu thôi mà họ làm thì mình không an tâm bằng mình làm thì vẫn sạch sẽ và yên tâm là không có để lâu, là không có chất bảo quản. Cái hạt điều của ta đã ra màu rồi. Làm hạt điều rất là dễ và rất là đơn giản. Đó, hạt điều mình đã ra màu rồi. Và mình để lửa nhỏ thì hạt điều nó sẽ ra màu nhiều hơn. Còn ta để hạt điều to, lửa to thì hạt điều dễ bị cháy. Bếp của mình nóng rồi, bây giờ mình để lửa 800 thôi. Và mình chuẩn bị một cái rây với một cái tô, mình để đây là mình lọc hạt điều. Làm cái này rất là dễ, ai có thể làm được hết. Và ở miền quê thì hạt điều này rất nhiều. Có khi mình đi ngoài đường ấy, mình thấy hạt điều nó mọc ngoài đường. Nhưng mà không biết là họ trồng hay là nó mọc thì mình không biết. Nhưng mà thấy nó mọc ngoài đường nhiều lắm. Mình thắng hạt điều thì mình phải quậy. Chứ mình đừng có để yên một chỗ thì hạt điều nó sẽ bị cháy. Mình có thể để lửa 600 thôi. Giờ nó nóng, dầu mình nóng nhiều rồi, ta để lửa 600 thôi. Hạt điều này dùng để nấu bún. Hay mình nấu cái gì mình thích cho hạt điều thì mình cho rất là tiện. Bây giờ mình hạt điều mình đã đậm rồi, ta lọc hạt điều. Và mình đổ thêm dầu ăn vào để mình nấu lần thứ hai nữa. Chứ ta nấu một lần thì nó không ra hết màu. Và ta nấu thì từ lúc dầu còn chưa nóng thì hạt điều nó mới ra nhiều được. Các bạn thấy làm hạt điều rất dễ phải không? Ai cũng có thể làm được hết. Quan trọng là mình phải quậy lên, chứ mình để thì nó sẽ bị cháy. Thank you.
mình nấu bún hay mình nấu đồ ăn mình có dầu điều mình cho vô thì nó rất đẹp. Mình lấy đũa mình quậy nó dễ hơn. Để lửa 200 thôi. Thì vì bếp của ta lúc này rất nóng. Và mình cũng lọc hạt điều. Bây giờ thì mình đổ dầu ăn thêm, mình làm lần thứ ba. Ta có thể tắt bếp, tại vì cái bếp điện của mình nó nóng dai lắm. Bây giờ mình để cái khăn ở đây là cái khăn nó sẽ bị cháy. Mình đổ lần thứ ba mà hạt điều vẫn ra màu. Mình để lửa 200, bây giờ là cái lò điện của ta đã bớt nguội rồi, ta để bớt nóng rồi, ta để 200. Và mình tắt bếp thì dầu mình vẫn đang nóng. Vuông nó lên đầu. Như vậy là mình chỉ làm có nhiêu đây hạt điều thôi. Rất là ít, chỉ có nhiêu đây hạt điều thôi mà mình đã được rất nhiều dầu điều. Đây là dầu điều. Rất đỏ đẹp và rất dễ làm. Vậy là ta đã hoàn thành dầu điều rất ngon. Các bạn và các cháu thấy không? Làm rất dễ và rất đơn giản.
Mình mua 10 ngàn chắc mình ăn rất lâu luôn. Còn mình đi mua chai dầu điều 12 ngàn có chút xíu à. Đó. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Đây là tô dầu điều rất ngon và rất dễ làm, ai cũng có thể làm được hết. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.